Chào mừng tất cả quý vị đã đến với shop của nanh.com. Từ thời nay là thời đại của 4.0 rồi. Mọi người ai cũng thích khám phá, thích tìm hiểu sự mới lạ. Có người họ thích đi du lịch, họ thích cái cảm giác mạo hiểm. Có người thì họ thích cái cảm giác thoải mái, dễ chịu và nhẹ nhàng. Thì có người họ thích đi leo núi. Cho nên ngày hôm nay Quỳnh Anh review đến một cái dòng sản phẩm dành cho mấy chị, mấy anh, những người mà yêu thích những cái sự mới lạ, những cái cảm giác mạnh mẽ và những cái cảm giác dịu dàng, thoải mái, nói chung là nó tổng hợp luôn. Thì cái máy hàng ngày hôm nay Quỳnh Anh giới thiệu đó là HV102, giá bán là 1.100.000 của shop quỳnhanh.com. Đây là một cái dòng sản phẩm nó rất là mới hiện nay ha, và nó rất là ok luôn, thì cho nên là Quỳnh Anh giới thiệu và Quỳnh Anh bán rất là hot. Thì bây giờ sản phẩm bây giờ nó rất là đẹp và nó mềm, nó mịn nha các anh các chị, yên tâm nó không bao giờ mà bị cứng so với ngày xưa. Ngày xưa thì có những cái sản phẩm nó bị cứng lắm, nó không có được tốt, nhưng mà bây giờ thì nó khác rồi, bây giờ là mọi thứ nó rất là hiện đại ha, đó, và nó công nghệ lắm. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sạc pin, thì chúng ta sạc ở đây, đó. Và khi mà chúng ta không sạc nữa thì nó có cái nút đậy lại, hay nó rất là thẩm mỹ. Đây là cái cây dương mặt giả dành cho các bạn nữ. Thì kích thước của nó là Quỳnh Anh đo cái kích thước. Từ đây cho đến đây là 18 cm. Và cái chiều dài tổng thể của nó, chiều dài tổng thể của nó là 28 cm. Và đường kính là gần 4 cm ha, 3,7 cm, 3,5 cm, vào trong là 3,5 cm. Rồi cái chiều dài mà sử dụng là 15 cm, bắt đầu tính từ hai quả cà đây là 15 cm ha mọi người. Tổng chiều dài sử dụng, khi chúng ta sử dụng đến hai quả cà thì chúng ta dừng lại, bởi vì á nó cản lại rồi ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta thấy ba cái nút, thì nút ở giữa sẽ là nút nguồn. Nút nguồn thì bấm giữ một hồi rồi thả ra, bấm giữ để cho nó lên, đó, nó lên đèn. Và bấm cái nút ở trên là để cho nó hoạt động. Thì cái máy này nó rất là mạnh và nó rất là tuyệt vời, giá bán chỉ có 1.100.000 thôi. Đó, alo cho Quỳnh Anh ha. Thì cái nó có rất là nhiều kiểu nha mọi người, nó rung nhiều chế độ khác nhau lắm. Khi mà nó đưa vào cô bé thì nó sẽ là cái cảm giác như thế này nè, đó. Thì chúng ta giật nè, đó, nó vừa rung vừa giật và nó vừa thụt ha. Và chúng ta điều chỉnh nó nhiều cái chế độ khác nhau. Đó, bây giờ chúng ta nhìn thấy là nó đang rung ngoáy giật nè. Đó, nó lắc. Nó tạo cho mọi người một cái cảm giác cực kỳ khoái cảm ha. Đó, khi mà nó rung nó lắc như thế này á, thì nó sẽ có một cái sự cọ sát rất là mềm mại. Và nó cho chúng ta cảm giác rất là sung sướng. Rồi. Cái này là chỉ có là la ới ới thôi, chứ giờ không biết sao, bởi vì nó thích lắm. Đó, nó siêu, nó mềm, nó mịn, và cái kích thước của nó cũng rất là ok, và chiều dài của nó rất là miên man, 15 cm thì rất là phê rồi ha. Rồi cái nút ở dưới đây á, là cái nút làm ấm. Mấy chị, mấy anh cứ nghĩ là đồ chơi là nó sẽ không có cái sự ấm áp, nhưng mà thực tế là nó có cái chế độ làm ấm luôn, cho chúng ta cảm thấy là nó ấm áp và nó như thật luôn. Và nó cái cảm giác của nó là hơn thật luôn, chứ thật nhiều khi cũng không được như vậy đâu. Đó, bây giờ là mấy anh này á, khỏe lắm, không bao giờ mệt đâu. Đó, nó cứ như vậy hoài luôn á. Đó, nó ở một cái chế độ như vậy. Đó, và bây giờ nó đang rung lắc. Thì nó nhiều cái chế độ khác nhau nha. Rồi bây giờ chúng ta không thích nữa, chúng ta không thích chơi nữa, bây giờ chúng ta bấm nút dừng. Đó, nhấn giữ là nó sẽ tắt đi. Và hàng là nó siêu mềm, siêu mịn ha. Đó, hàng nó mềm lắm. Đó mọi người, Quỳnh Anh sờ sờ nè, chỉ cần sờ nhẹ thôi là nó đã rất là đó, nó có sự đàn hồi, co giãn và mềm mịn luôn. Thì sản phẩm này nó rất là tuyệt vời, giá 1.100.000 ha. Alo cho Quỳnh Anh ha, cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Rồi, độ gân ha, rất là mềm, và gân á, rất là kích thích luôn.